Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tái cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn giờ sức khỏe và được nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu của em đó là Hino XC4 650, phiên ngoại 1 tấn 6 50, khối lượng nội bộ là 4,8 tấn, khối lượng bánh thăng là 3 tấn nha anh em. Thùng kính dài 4m1, chiều ngang là 1m720. Chiều cao là 1m6, xe zin toàn tập, máy lạnh đầy đủ, đời 2017, niên hạn sử dụng 142, xe máy rồi bao chắc, bao đã, bao sướng luôn. Đó, máy cơ. Nếu anh quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm và lấy thử. Nếu có máy phù hợp thì khởi riêng đem đó về. Phục vụ đức kinh doanh, vận tải chuyển hàng hóa của anh em, quý hàng của bạn. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch nha anh em. Cầu lớn, vỏ gai lốp rất là cao luôn. Sắt xi bao dày bao cứng không một mọt. Thùng sàn sắt thùng tiêu chuẩn nè, nó bên trong là lớp cho lan kẽm, có cửa hông, nó sàn sắt thùng tiêu chuẩn, lớp ngoài inox nhập sóng rất là sáng bóng. Nó đời 2007 Hino tháng 6 50, thùng dài 4m1, thùng này chiều cao nó được 1m6, thùng nó hơi thấp, chiều ngang là 1m720. Dành cho những anh em đam mê những cái dòng xe đến từ Nhật Bản, chất lượng bền Mỹ, với mức giá dự kiến chào bán cho anh em là 390 triệu, 390 triệu ra đi em Hino XC2 650 là 2017, niên hạn sử dụng 142 xịn sò nha. Nước sơn màu trắng, ghế bột da, ba chỗ ngồi sang trọng. Táp ly táp lô cửa nhìn còn rất là mới lăng can luôn. Hộp số 5 số tiến 1 số lùi. Xe Hino thì chất lượng khỏi phải chê nè, xe này là mua chứ bị chạy thôi. Với mức giá mà mình dự kiến chào bán cho anh em quý khách hàng của bạn là 390 triệu bao rút và sơ gốc nha anh em. Xe cực kỳ đẹp luôn, zin toàn bộ. Không gian rất là tuyệt vời. Ghế bột da ba chỗ ngồi rất là sang trọng, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, cụm đèn pha lô xe nhìn rất là sáng. Nói chung là thùng bọng cứng, cabin cứng, máy móc im ru, chải sướng bền bỉ. Nếu anh em thích những cái dòng xe đến từ Nhật Bản này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến xem xe trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy riêng em nói về phục vụ đức kinh doanh và đại chuyển hóa của anh em các bạn. Với mức giá bên mình dự kiến chào bán là 390 triệu anh em, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, ghế bọc da ba chỗ ngồi sang trọng, sẽ đi được khoảng 126.000 km cũng tương đối ít thôi nè, đời 2017 đi vậy thì cũng tương đối ít thôi. Hộp số của nó này nè, 5 số tiến 1 số lùi, vô số cực kỳ mượt mà, có màn hình cảm ứng Android nha, máy lạnh đầy đủ, nội thất sạch sẽ đẹp đẽ. Nói chung là xe này là chỉ việc mua mà chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm gì thêm. Máy Hino bao khỏe bao bền nè, Hino là bao chắc rồi nè, 390 triệu, 390 triệu ra đi em Hino đời 2017 1 tấn 6 này, có thương lượng nhẹ cho anh em trực tiếp này xem xe trải nghiệm lấy thử. Đây với động cơ của nó, dung tích nó tới 4 lít, động cơ cực kỳ lớn, chạy cực kỳ sướng, cực kỳ mượt nha nè. Hino này, động cơ của nó thì khỏi phải chê này. Công suất nặng 100 kg, trận thua 2.500, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh nha, có turbo tăng áp, máy khỏe chạy sướng mượt mà. Nếu như quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì hãy liên hệ nó về phục vụ đức kinh doanh và đại chuyển hóa của anh em các bạn. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn đã cái video báo giá bên mình. Xin chào các bạn, anh em quý khách hàng của bạn trong những cái video báo giá mình cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.